Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tường thuật của đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 HTV Tô Đông Á. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 22 chặng đua áp chót từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc, đường dài 99 km. Ở chặng đua này thì các tay đua sẽ chinh phục đèo Phú Hẹp, đèo Lợi 4 và là ngọn đèo cuối cùng trong 8 ngọn đèo của cuộc đua năm nay. Do đến thời điểm này thì các chiếc áo gần như đã tìm được chủ nhân của mình, nên chúng ta sẽ chờ đợi các tay đua trẻ hoặc là các tay đua không có thứ hạng cao trong bảng tổng sắp cá nhân sẽ thực hiện những pha tấn công chinh phục đỉnh đèo cũng như là sprint duy nhất tại thị trấn Di Linh ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với những diễn biến của chặng đua này. Bảy giờ 15 phút, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chặng đua thứ 22 từ Đà Lạt về Bảo Lộc, đường dài gần 100 km. Chúng ta đã được thấy ở trên hình ở bên phía góc phải, đó là sơ đồ lộ trình thi đấu của các vận động viên ở trong chặng đua ngày hôm nay được thể hiện bằng tín hiệu GPS. Lúc này từ góc quay flycam thì chúng ta đã được thấy có những cuộc tấn công đã nổ ra ở phía đầu của đoàn đua. Hai tay đua đang cố gắng để tách ra khỏi sự đè bám của các vận động viên ở phía sau và cố gắng để duy trì tốc độ cao nhằm thoát hẳn ra khỏi sự kèm cặp này. Trên hình đây là tay đua đang giữ chiếc áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc của đội quân khu 7. Ở trên hình của chúng ta đây là tay đua Diệp Thái Hoàng của đội quân khu 7. Đó là những tay đua đang cố gắng để tấn công và tách tốp thoát ra ở phía trên. Lúc này đoàn đua đang duy trì vận tốc trung bình khoảng 55 km một giờ. Đây là chặng đua luôn được ghi nhận có vận tốc trung bình cao nhất ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, bởi vì các tay đua sẽ thi đấu với những đoạn độ dốc liên tục. Các tay đua càng lúc càng đi vào khu vực có mưa lớn hơn. Và những hình ảnh cũng đã cho chúng ta thấy điều kiện thời tiết thi đấu rất khắc nghiệt cho các tay đua. Chúng ta đã thấy họ trải qua nắng gió ở miền Trung và bây giờ thì lại phải đối mặt với những cơn mưa. Những cơn mưa có thể xem là kẻ thù số 1 trên đường đua. Như vậy là lúc này chúng ta có thể thấy một tay đua đang tấn công đi một mình ở phía trên, đó là Edenabad Bikunchagan của Kenda Đồng Nai. Ở top sau thì Thành phố Hồ Chí Minh New Group và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang chủ động tốc độ giữ nhịp đoàn đông. Đó là điều kiện thuận lợi cho tay đua người Mông Cổ để hướng đến đích đến ở trước Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Ở top sau thì chúng ta đang thấy có 3 vận động viên đã vừa tách ra khỏi top đông và rằng bắt kịp với vận động viên Edenabad ở phía trên. Có vẻ như ở top sau thì chúng ta đang thấy là số đeo 111, đó là Nguyễn Minh Thiện. Đây là vận động viên đã về nhất ở đích đến thành phố Bảo Lộc 2021. Như vậy là 3 vận động viên đã bị top đông kiểm soát phía Vinama Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã bắt kịp. Ở phía trước Edenabad Bikunchagan, đỉnh đèo Phú Hiệp còn cách 8 km nữa. Chúng ta đang thấy thì Edenabad đang đổ ở ngọn dốc Lan Anh. Đây là ngọn dốc dài hơn gần 2 km. Một điều kiện thuận lợi mà để cho vận động viên này có thời gian để hồi phục lại thể lực, tiếp tục bước đến ở ngọn dốc tiếp theo.
Có vẻ như đoàn đông ở phía sau cũng đã bắt đầu đổ con dốc này và đuổi theo gần sát với Eden Abbas Bigunchakan. Vừa rồi là những hình ảnh thi đấu rất thoải mái đến từ thần núi Lê Ngọc Sơn. Eden Abbas Bigunchakan lại liên tục ngoái nhìn động thái của tốp đông ở phía sau. Có một tay đua đang muốn nỗ lực tấn công lên, tay đua của gạo hạt ngọc trời An Giang. Có lẽ là Tăng Quý Trọng. Ở phía trước anh là một tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Đó là tay đua Nguyễn Nhật Phát. Lúc này đây là những hình ảnh trên đỉnh đèo Phú Hiệp đang chờ đợi các vận động viên đến chinh phục. Và với khoảng cách như thế này, khi mà Eden Abbas còn 4 km nữa sẽ đến đỉnh đèo Phú Hiệp thì rất có thể là tay đua người Mông Cổ của Kenda Đồng Nai sẽ là người thắng đỉnh đèo Phú Hiệp. Bởi vì động thái ở phía sau thì hai tập thể của thành phố Hồ Chí Minh cũng không duy trì vận tốc quá cao, cũng không nỗ lực để bắt vào Eden Abbas, bởi vì điều này không ảnh hưởng gì đến tổng sắp của họ cả. Khoảng cách lúc nãy khi mà Eden Abbas tạo được là 55 giây và bây giờ còn 50 giây. Trong khung hình đang có tay đua số 51 Roman Maikin của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng ta đang thấy thì Eden Abbas đang tiến đến đỉnh đèo Phú Hiệp. Cách đỉnh đèo Phú Hiệp mà chúng ta đang thấy Eden Abbas còn khoảng 2 km nữa. Với một khoảng cách hơn 50 giây thì khả năng là Eden Abbas sẽ là người lên đỉnh đèo Phú Hiệp đầu tiên. Đây là ngọn đèo cuối cùng trong số 8 ngọn đèo ở cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Như vậy chúng ta thấy ở trong khung hình, các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã tăng tốc để bắt lại Eden Abbas. Như vậy là với thời gian 50 giây và bây giờ là Vinama thành phố Hồ Chí Minh họ đã thu ngắn lại. Và người đang kéo đoàn đông phía sau đó là không ai khác áo vàng Igor Frolov. Như vậy là Igor Frolov cùng với đồng đội của anh người đồng hương Constantine ở phía sau đã bắt lại Eden Abbas. Có thể nói tốc độ mà trên đèo chúng ta đang thấy áo vàng Igor Frolov đang tạo ra là rất cao. Chính vì thế là các vận động viên dằn gãi gắt. Như vậy là Constantine đã vừa tấn công. Constantine đang nhấn những guồng chân mạnh mẽ để hướng lên đỉnh đèo Phú Hiệp. Chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa, tay đua này sẽ cán đỉnh đèo Phú Hiệp. Lúc này cờ Caro đã được phất lên ở trên đỉnh đèo Phú Hiệp và Constantine Nekrasov đang hướng đến đỉnh đèo. Không có một tay đua nào ở phía sau lưng anh trong khung hình này cả. Đó là một tay đua cũng cố gắng bám theo, nhưng có lẽ là không kịp rồi. Constantine Nekrasov đã là người về nhất trên đỉnh đèo Phú Hiệp. Về hạng nhì có vẻ như là Nguyễn Tấn Hoài. Như vậy là chúng ta đang thấy đây là hình ảnh các vận động viên, ba vận động viên đã dần bắt kịp với các vận động viên đang đi đầu. Đây là ba tay đua đã về ba hạng đầu trên đỉnh đèo Phú Hiệp, Constantine Nekrasov, Nguyễn Tấn Hoài. Chúng ta đang tiếp tục được theo dõi những hình ảnh thi đấu cống hiến đến từ áo vàng Igor Frolov. Khác hẳn với những hình ảnh các tay đua mặc áo vàng thường được bảo vệ rất kỹ bởi những đồng đội, Igor Frolov thật sự đã mang đến một luồng gió mới cho cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Và tiếp tục là chúng ta đang thấy vận động viên số đèo 113 Võ Thanh An 620 Châu Thới Vĩnh Long đã vừa nổ súng tấn công tiếp theo. 610 Châu Thới Vĩnh Long đang cố gắng, đang tìm hy vọng, tìm kiếm cho mình chiến thắng chặng đầu tay của cúp truyền hình năm nay. Lúc này thì Võ Thanh An vẫn đang nỗ lực để duy trì guồng chân của mình. Có thể nói trời mưa là một trở ngại đối với các tay đua, nhưng điều gì cũng có hai mặt cả. Trở ngại nó cũng là thuận lợi khi mà những cơn mưa đã dần ngớt đi và điều kiện thời tiết mát mẻ sẽ giúp cho thể lực của các tay đua được giữ tốt hơn so với việc thi đấu trong trời nắng gắt. Sau những cú nhấn bàn đạp của Igor Frolov giúp cho Constantine Nekrasov thắng đỉnh đèo Phú Hiệp, thì lúc này hai ngoại binh của tập thể thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu rất thông dòng ở trong tốp đông phía sau. Mặc dù lúc này trời vẫn đang đổ mưa, nhưng có thể nhận ra hai bên đường vẫn có rất nhiều người hâm mộ đón chào đoàn đua. Chặng đua từ Đà Lạt về Bảo Lộc là một trong những chặng đua có đông đảo người hâm mộ nhất ở cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hàng năm.
Võ Thanh An đã sắp đến điểm thưởng dọc đường duy nhất rồi. Cờ Caro đã phất lên và với khoảng cách duy trì với đoàn đông ở phía sau thì có lẽ là Võ Thanh An đã nắm chiến thắng ở điểm thưởng dọc đường này trong tầm tay. Võ Thanh An đang một mình đi về điểm thưởng dọc đường duy nhất ở chặng đua ngày hôm nay. Không có một tay đua nào bám theo sau Võ Thanh An cả. Lúc này thì đoàn đông mới đang chuẩn bị hướng về điểm thưởng dọc đường tại Di Linh. Konstantin Nekrasov là người đã tăng tốc để về nhì ở sprint. Về hạng 3 là Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Võ Thanh An, Konstantin Nekrasov và Nguyễn Tấn Hoài là ba tay đua về đầu ở sprint tại Di Linh. Như vậy là Nguyễn Tấn Hoài sẽ cải thiện thêm điểm số của mình trên bảng điểm áo xanh. Vẫn là tay đua Võ Thanh An đang tìm hy vọng cho mình ở chặng chiến thắng ngày hôm nay. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang được thấy Võ Thanh An đã là người cán ở mức sprint ở ngay tại thị trấn Di Linh. Và người về nhì là Konstantin Nekrasov và cũng như là người về thứ ba đó là Nguyễn Tấn Hoài. Có thể thấy có rất đông những khán giả mặc áo mưa đứng hai bên đường chờ đợi đoàn đua đi qua. Trong một chặng đua có thể xem là tình cảm của người hâm mộ dành cho cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là nồng hậu qua suốt 34 năm. Xe đạp được xem là môn mà chờ đợi một giờ chỉ để xem vài giây. Nhưng lúc này chúng ta đang có thể thấy rất nhiều khán giả đang đội mưa chờ đoàn đua đi qua để tiếp thêm động lực cho các tay đua khi họ đang thi đấu qua thị trấn Di Linh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ở trên mình thì chúng ta vẫn đang được thấy tay đua Võ Thanh An của đội 620 cho tới Vĩnh Long vẫn đang cố gắng để thoát đi một mình. Còn đây là các vận động viên ở trong đoàn đông, những người nằm trong nhóm dẫn đầu vẫn đang là cái đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Lúc này thì Võ Thanh An đã chỉ còn cách đích khoảng chừng 25 km nữa thôi, chỉ còn khoảng hơn 20 km nữa thì Võ Thanh An sẽ về đến đích tại phía trước khu vực Ủy ban Nhân dân của thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Võ Thanh An có thể tiếp tục duy trì việc đi một mình như thế này để về đến đích hay không. Tiếp tục là một đoạn độ xuôi dốc khá dài và Võ Thanh An một lần nữa cố gắng tận dụng đoạn độ dốc này để kéo khoảng cách ra thêm so với các tay đua ở trong đoàn đông phía sau. Có thể thấy rõ sự quyết tâm rất lớn của tay đua Võ Thanh An và những guồng chân mạnh mẽ mà anh đang thể hiện ở trên đường. Một lần nữa chúng ta lại đang được thấy ở hai bên đường rất đông những người dân đang có mặt để ủng hộ và cổ vũ cho các vận động viên thi đấu. Được cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt mà những người dân nơi đây tại khu vực Di Linh, Lâm Đồng. Lúc này đoàn đua vẫn đang duy trì được vận tốc cao. Võ Thanh An lúc này đang lùi hẳn về phía sau. Có lẽ là cũng đã quá kiệt sức rồi. Nhưng dù sao thì chiến thắng ở mức sprint ngay tại thị trấn Di Linh cũng là một phần thưởng đáng khen cho vận động viên của 60 Châu Thới Vĩnh Long. Sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Áo vàng Igor Frolov vẫn đang tích cực làm việc ở phía trên. Tinh thần thi đấu cống hiến của tay đua màn áo số 7. Anh vừa mới nhường lại lượt kéo làm chủ tốc độ cho Konstantin Nekrasov. Ở bên cánh phải đang có một loạt các tay đua muốn nhấn bàn đạp vượt lên. Đó là các tay đua trong những tập thể mạnh. Như vừa rồi chúng ta đã thấy là Igor Frolov đã giạt ga và Konstantin đã vừa phát pháo tạo nên tốc độ cao. Chính vì thế là các vận động viên đội mạnh ở nhóm sau cũng đã tăng tốc để bắt kịp. Đặc biệt như là Luis Desiac, Roman Maikin. Liên tiếp là hai mũi tấn công song song đến từ hai tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Áo vàng Igor Frolov lại nhấn bàn đạp bước đi.
Ở bên phía cánh trái là tay đua Nguyễn Minh Việt, nhưng Nguyễn Minh Việt đã dừng guồng chân lại. Còn lúc này thì Igor Prolop đang đi một mình ở phía trên. Còn 10km ngay tại đích đến thành phố Bảo Lộc. Ở phía sau thì tay đua Lê Ngọc Sơn cũng đã bắt kịp. Có vẻ như Igor Prolop muốn ra hiệu cho Lê Ngọc Sơn cùng hợp lực để tấn công đi. Nhưng Igor Prolop đang lơi guồng chân lại. Đang có một đợt tấn công nhỏ lẻ với các tay đua của 620 Châu Thế Vĩnh Long và gạo hạt ngọc trời An Giang muốn thoát ra. Các tay đua đang bước vào một đoạn leo dốc. Ở phía sau đang là Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7 muốn nỗ lực bám theo. Đây hình ảnh mà chúng ta đang thấy được 620 Châu Thế Vĩnh Long đi ở phía trên. Ở phía sau là gạo hạt ngọc trời An Giang, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa của gạo hạt ngọc trời An Giang cùng với tay đua của 620 Châu Thế Vĩnh Long là Trần Khánh Duy. Nhưng họ đã không thể thoát khỏi sự đeo bám của Đoàn Đông. Như vậy là với hình ảnh này, việc quan sát là vượt đối với cô Đồng Tháp, họ đã tràn lên để đưa cả tấp đông này về. Louis Desjac là người đang dẫn đầu. Louis Desjac trên hình ảnh này, có lẽ Louis Desjac đang là tay đua đội nón đỏ đi ở vị trí thứ 3. Cú nhấn bàn đạp của Konstantin Nekrasov chưa mang lại hiệu quả và ý đồ dành cho anh. Ở bên cánh trái có một tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang muốn nhú lên, nhưng lúc này người đang tăng tốc là áo vàng Igor Prolop, còn 1km nữa đến đích. Igor Prolop, ở phía sau anh là một tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp, có lẽ là Phan Hoàng Thái chăng? Một vận động viên của Vinamilk Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vượt lên, tạo nên tốc độ rất cao. Ở phía sau thì Lê Ngọc Sơn đang nhấn bàn đạp rất mạnh. Nguyễn Hoàng Sang cũng đang đu theo. Tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang đi một mình ở phía trước, còn cách đích 500m nữa. Lê Ngọc Sơn là người bám ở phía sau. Nguyễn Hoàng Sang đang đu theo Lê Ngọc Sơn. Bốn trăm mét cuối cùng. Tay đua đang làm lớn ở phía trên là Nguyễn Trường Tài. Ở phía sau thì Quang Quán Cương qua Nguyễn Tấn Hoài. Nguyễn Tấn Hoài đã ra chân. Nguyễn Tấn Hoài đang tự lực cánh sinh đu theo Nguyễn Trường Tài. Ở phía sau thì Nguyễn Tấn Vũ đang đeo bám rất sát. Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Dương Hồ Vũ đang vượt lên. Nguyễn Quang Minh đã là người về nhất. Một lần nữa xin chúc mừng cho tập thể Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang Minh, New York Thành phố Hồ Chí Minh đã chiến thắng ngay tại đích đến thành phố Bảo Lộc ở trận 22. Đây là chiến thắng chặng đầu tiên của Nguyễn Văn Bình ở cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một niềm vui cho những nỗ lực của tay đua đã giữ chiếc áo trắng suốt 19 chặng đua ở cuộc đua năm nay. Dù đã để mất áo trắng, nhưng Nguyễn Văn Bình cũng đã lần đầu tiên có được chiến thắng chặng ở cuộc đua danh giá nhất cả nước. Ở mét cuối cùng chúng ta tưởng chừng như Nguyễn Tấn Hoài đã là người về nhất, nhưng ở mét cuối cùng vẫn thuộc về tay đua Nguyễn Văn Bình đã có một cú đẩy xe rất ngoạn mục. Và chiến thắng đã thuộc về tay đua trẻ của New Group Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ người đã có được chiến thắng rất là ấn tượng trong chặng đua ngày hôm nay, đó chính là tay đua Nguyễn Văn Bình. Bạn Nguyễn Văn Bình, đây là chiến thắng chặng đầu tiên của Bình ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sau rất là nhiều năm bạn tham gia. Và cái chiến thắng chặng này nó lại diễn ra trong một cái chặng đua mà nó có quá nhiều điều đặc biệt như ngày hôm nay, thì bạn muốn nói điều gì vào lúc này? Bình xin cảm ơn đội đã chạy hết mình về chiếc áo vàng và có những đồng đội. Với hôm nay đội sẽ là hạ tớp về mà với loại là không thành công được hạ tớp, nên mình trang tài để rút nhím được thắng trận. Với Nguyễn Văn Bình thì tất cả mọi người đều đánh giá bạn là một trong những chân rút rất là tiềm năng và triển vọng trong thời gian tới. Thì ngày hôm nay là lần đầu tiên bạn có được chiến thắng chặng, thì phải chăng đây là một cái lời
đánh thức cho tất cả mọi người là ngày hôm nay Nguyễn Văn Bình đã bước qua một cái chặng đường là đã trưởng thành hơn rất là nhiều so với trước đây. Dạ đúng rồi. Sang năm em đã hết cái tuổi áo trắng nên em phải chững chạc hơn đấy, nói bước cái đàn anh thì để đi tiếp con đường xe đạp. Vâng, và bây giờ sẽ là phần trao giải 5 cá nhân đã chiến thắng chặng đua này. Đầu tiên xin được mời lên sân khấu vận động viên về đích ở vị trí thứ 5, đó là vận động viên Nguyễn Trường Tài của đội đua Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Ở vị trí thứ 4 chặng đua, vận động viên Trịnh Đức Tâm của đội tập đoàn Lộc Trời. Vị trí thứ 3, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Vị trí thứ 2, Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời. Và người đã giành chiến thắng chặng đua ngày hôm nay xin được chúc mừng cho vận động viên Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Trực, Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh Nội địa Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sẽ tiến lên sân khấu để trao 5 giải thưởng chặng đua ngày hôm nay cho 5 vận động viên đã xuất sắc về đích đầu tiên ở chặng đua này. Và bây giờ sẽ đến phần trao giải đồng đội của chặng đua ngày hôm nay. 3 đội đua đã xuất sắc giành 3 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng đồng đội chặng của ngày hôm nay ở đích đến tại thành phố Bảo Lộc. Ở vị trí thứ 3, đó là đội đua Dược Domesco Đồng Tháp. Vị trí thứ 2, Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và đội giành chiến thắng ở nội dung đồng đội chặng ngày hôm nay, tập đoàn Lộc Trời. Xin được chúc mừng cho 3 đội đua. Và xin được kính mời ông Nguyễn Đình Hoàng, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Bảo Lộc sẽ lên trao 3 giải đồng đội chặng cho 3 đội đua của chúng ta. Tiếp đến sẽ là nghi thức mặc những chiếc áo của cuộc đua tính đến chặng đua thứ 22 ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là nghi thức mặc chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Chiếc áo trắng hiện tại vẫn đang thuộc về cho tay đua Phạm Lê Xuân Lộc của đội đua Quân khu 7. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trần Long, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc sẽ tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức trao chiếc áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất của cuộc đua hiện tại, Phạm Lê Xuân Lộc của đội đua Quân khu 7. Tiếp đến sẽ là nghi thức mặc chiếc áo chấm đỏ vua leo núi. Ngày hôm nay khi đoàn đua vượt qua ngọn đèo Phú Hiệp, nhưng những số điểm này cũng không ảnh hưởng nhiều đến những thứ hạng ở ngôi đầu của bảng áo chấm đỏ. Sau chặng đua này thì tay đua Igor Frolov của đội đua Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là người giữ chiếc áo chấm đỏ vua leo núi. Xin được chúc mừng anh và cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Bảo Lộc sẽ tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức trao chiếc áo chấm đỏ cho vận động viên Igor Frolov. Và tiếp đến sẽ là nghi thức mặc chiếc áo xanh, danh hiệu dành cho tay đua có nước rút xuất sắc nhất của cuộc đua. Chiếc áo xanh vào lúc này vẫn đang thuộc về cho tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội đua tập đoàn Lộc Trời. Và cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tân, nguyên phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức trao chiếc áo xanh cho tay đua Nguyễn Tấn Hoài. Cùng với đó cũng xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Luân, phó giám đốc khối kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tôn Đông Á cũng sẽ tiến lên cùng thực hiện nghi thức trao chiếc áo xanh. Xin được trân trọng kính mời ông. Và bây giờ sẽ đến nghi thức trao chiếc áo vàng danh giá của cuộc đua. Sau 22 chặng đua thì tay đua Igor Frolov của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama không chỉ là người nắm giữ chiếc áo chấm đỏ vua leo núi mà còn xuất sắc mặc cả chiếc áo vàng của cuộc đua năm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc sẽ tiến lên sân khấu. Cùng với đó, xin được trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam cũng sẽ tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức trao chiếc áo vàng cho tay đua Igor Frolov. Đúng là một chặng đua vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào. Các tay đua đã phải thi đấu với điều kiện thời tiết mưa lớn trong suốt gần 100 km. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy là tinh thần của họ không bao giờ lùi bước. Họ đã thi đấu với một tinh thần thi đấu cao nhất và tốc độ của đường đua vẫn luôn đẩy lên rất cao. Nhiều đợt tấn công tách tốp ra đi và cuối cùng thì chúng ta đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi tay vua trẻ Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã có chiến thắng chặng
đầu tiên của mình ở cuộc đua năm nay. Xin chúc mừng cho tay đua trẻ của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Thưa quý vị các bạn, đến đây thì chương trình tường thuật cấp truyền chúng tôi hôm nay đến là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chặng đua cuối cùng từ thành phố Bảo Lộc về thành phố Hồ Chí Minh cùng lễ trao giải của cuộc đua năm nay.